Năm 2021, mặc dù phải đối mặt do đại dịch COVID-19 gây ra, song với tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức, tập thể công chức viên chức và người lao động Cục Xúc tiến Thương mại đã đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao là tiền đề triển khai sâu rộng hiệu quả công tác xúc tiến thương mại năm 2022. Trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công Thương, công tác xúc tiến thương mại đã thích ứng với bối cảnh COVID-19, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc kết nối cung cầu trên thị trường trong nước, khai thác mở rộng thị trường xuất khẩu. Cục Xúc tiến Thương mại đã chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng ban hành một số văn bản pháp luật quan trọng, xác nhận đăng ký gần 820 chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng khoảng 1.670 tỷ đồng, tổ chức trên 1.000 hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên cả nước, trên 10 hội chợ triển lãm gian hàng trực tuyến tại nước ngoài, tổ chức 25 khóa huấn luyện tại các địa phương về tham gia các nền tảng thương mại điện tử, v.v. Tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết với tinh thần làm việc cao nhất, thời gian tới, Cục sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại theo hướng chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại chung và dài hạn đối với một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Triển khai thực hiện nghiêm túc, minh bạch, xét chọn các sản phẩm thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8, phối kết hợp lồng ghép các nguồn lực, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại từ trung ương đến địa phương và các tổ chức quốc tế nhằm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, tăng cường thực hiện và phối hợp thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Để chứng minh cho quyết tâm thực hiện tốt hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2022, ngay tại hội nghị, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại đã khởi động chuyên mục Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.